Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài kinh thứ 7 thuộc bộ Bát Đại Nhân Giác đó có chủ đề chính là nói về đời sống thanh cao, mà phần lớn đó cái mối quan tâm của nó là hướng về người xuất gia. 7 bài kinh còn lại thì dành cho hai đối tượng xuất gia và tại gia. Sở dĩ trong bài kinh này nó có cái mối quan hoài đến người xuất gia đó, là vì người xuất gia là hướng đến sự giải thoát. Do đó để có được sự giác ngộ thì việc nghiên cứu cái phần thứ 7 của kinh Bát Đại Nhân Giác đó là một yêu cầu không thể không có đối với những vị xuất gia chân chính. Nguyên nhân của bài kinh như sau: ngũ dục quá hoạn, ti vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, tâm niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Dịch sát nghĩa là: năm dục tạo tội hoạn nạn, người tu sống trong hồng trần, không nhiễm cái vui phàm tục, luôn nhớ ba chiếc y vàng, một bình bát và pháp khí, chí nguyện xuất gia cao thượng, giữ đạo và hạnh thanh cao, giới đức sáng ngời cao đẹp, từ bi tiếp đãi mọi người. Bài kinh như là một bức tranh chân dung về đời sống tâm linh của những người có nỗ lực siêu phàm thoát tục ở trong đời sống quá nhiều những cái vô thường và những cái biến động khác. Phần 1 của bài kinh đề cập đến tác hại của chủ nghĩa hưởng thụ, đó là ngũ dục. Hai quan điểm Phật giáo Đại Thừa và truyền thống là khác nhau về khái niệm ngũ dục, gợi lên về một cái cách thức ứng dụng giáo lý Phật và giải quyết các vấn nạn có gốc rễ từ thế giới trần cảnh. Không thể nói khuynh hướng nào là đúng, khuynh hướng nào không đúng, mà vấn đề ở chỗ đó ta xem hai quan điểm khác biệt này là một sự bổ sung, và để tu tập vượt qua được cái thế giới trần cảnh đó thì ngũ dục của Bali và ngũ dục của kinh điển Đại Thừa cũng cần được quan tâm giống nhau. Trong Phật học Đại Thừa thì ngũ dục được gọi là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài đây không phải là tài năng mà là tài sản, tức là sở hữu của cải, vật chất, của báo. Nói chung là những gì mà nó thuộc về tính sở hữu hợp pháp theo luật mà con người có từ những nỗ lực chân chính đều có thể trở thành là đối tượng của sự hưởng thụ. Và rất nhiều người vì muốn có được cái sở hữu nhiều mà không cần phải đầu tư, gọi là đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều, cho nên rơi vào con đường phạm pháp. Sắc được hiểu là sắc đẹp. Thế giới thẩm mỹ như là một sự thu hút giới tính giữa nam và nữ, vân vân. Hoặc là chủ nghĩa đặt nặng về ngoại hình hay là hình thức, đều là những cái cơ sở bị dướng mắt
tôi không làm theo. Bởi vì làm theo đối với những cái làm bậy đó là tự đặt mình vào trong cái thế giới sắc rối. Do đó chủ nghĩa cư trần bất diễm đó, nó tạo chúng ta một cái hình dung giống như hoa sen có mặt ở bùn nhơ nước đọng. Không vì thế mà cái sắc của hoa sen, cái hương của hoa sen trở nên bị nhơ huế thẹt, tanh hôi thẹt. Ngược lại đó, nó trở thành một loài hoa có hương và sắc rất đặc biệt. Và các yếu tố còn lại của loài hoa này là từ lá, cọng, ngó, rồi củ sen, gương sen, hạt sen, nhụy sen đều sử dụng cho thực phẩm hay là cho dược phẩm hết. Đó là một loại hoa đặc biệt nhất ở trong các loại hoa. Hiện nay thì Việt Nam đang thảo luận nên chọn hoa nào là quốc hoa của Việt Nam. Đại đa số thì đề xuất là hoa sen. Nhưng có một số ý kiến cực đoan đó thì cho rằng là hoa sen nó gắn liền với Phật giáo nhiều quá. Do vậy chọn hoa sen như là chọn đạo Phật là nó có một cái gì đó thuộc về còn phân biệt đối xử về tôn giáo. Có những giáo sư lỗi lạc hàng đầu Việt Nam là đề nghị cái hoa mồng gà không có ý nghĩa biểu tượng gì văn hóa, mà cũng không có giá trị về gì vậy trong văn học, mà không có ứng dụng gì trong đời sống, về thẩm mỹ nó cũng không có đẹp nữa. Chỉ vì một lý do là tìm kiếm cái hoa nào chưa có nước nào chọn làm quốc hoa. Một cái hoa có ý nghĩa biểu tượng văn hóa triết lý gắn liền với đời sống của người Việt Nam thì dầu Ấn Độ có chọn rồi đi nữa, ta chọn lại có sao đâu. Chẳng lẽ cái gì tốt rồi ta không được quyền hưởng nó? Ai sử dụng chiếc xe đã tốt rồi thì từ đó về sau là không ai được quyền sử dụng chiếc xe đó nữa à? Thì sao mà cực đoan và độc đoán thế? Trong khi đó hoa sen đó, ngoài những ý nghĩa văn hóa đạo đức tâm linh của Phật giáo, nó còn gắn liền với văn hóa của đất nước Việt Nam. Từ năm 1975 đó thì hoa sen lại còn gắn liền với cái vị lãnh đạo của đất nước, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức tường thành của Bộ Ngoại giao và Quân đội của Việt Nam ở tại Hà Nội đó có đầy dãy các cái hoa sen cách điệu rất đẹp. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Và nhiều cái ngành nghề trong xã hội cũng đều lấy biểu tượng là hoa sen. Có nhất thiết liên hệ gì đến Phật giáo đâu, có nhất thiết liên hệ gì đến tôn giáo đâu. Vì cái gì đẹp là người ta chọn thôi. Lấy hình ảnh biểu tượng này để chúng ta thấy là việc cư trần bất diễm không phải là một lý thuyết, mà trên thực tế nó là một cái sự kiện có thật. Vì bất diễm đối với người xuất gia là như thế nào? Người tại gia có tu học, có ứng dụng lời Phật dạy, có tiêu hóa lời kinh á, thì ngoài những cái hoạt động thông thường như là tụng kinh, bái sám, làm phước, tu đức, nghe giảng, không ăn chơi, thì họ còn là những người thực tập chuyển hóa thân và tâm rất tốt. Đó là những mẫu đề và cư trần bất diễm rất là hiếm có, nhưng mà đã có rất là nhiều người. Ai đến chùa Ấn Quang vào lúc 4 giờ rưỡi sáng thì có khoảng 300 cho đến 500 người đứng chờ ngoài sương để chờ chùa mở cửa, và sau đó là tụng thời kinh vào lúc 5 giờ kém. Và ngày nào cũng như thế chứ không phải chỉ có 3 tháng ăn cư. Nó trở thành là một cái nét đẹp văn hóa rồi. Các Phật tử không ai bảo ai, có tình huống là cả vợ chồng và con cái cùng đi. Đó là không quan trọng về vấn đề hưởng thụ gì hết á. Và có nhiều Phật tử gần như cả cuộc đời không xem phim. Có tivi nhà mà có không em coi luôn. Chỉ mở băng giảng pháp ra xem. Nó nói là coi phim mất thời giờ quá. Coi các chương trình giải trí đôi lúc nó làm cho mình buồn quá. Tâm mình nó bị sao động dữ quá. Nên chọn Phật pháp, phim Phật giáo hay là nhạc Phật giáo, rồi pháp Phật giáo để mà thưởng thức thôi, để tâm được tĩnh lặng. Thế đó là một hình thức là cư trần bất diễm rất là hay.
là nếu người xuất gia mà không làm được như là người tại gia thì mình thua họ rất là nhiều. Đối với người xuất gia đó thì không nhiễm đời, không nhiễm những cái thú vui của đời, đó là một yêu cầu không thể thiếu. Tự viện nào mà có các vị trụ trì hay là người quản chúng đó mà không quan tâm nhiều đến sinh hoạt của chúng đó, thì thỉnh thoảng cũng có một số tu sĩ chưa có thấm tương chào đó là thích nghe nhạc đời, như là thói quen tại gia mình có. Mới vào chùa đó thì không có họ để tiếp tục thưởng thức đó. Và cái say mê trong lời kinh tiếng kệ hoặc là cái nhiệm vụ của Phật Pháp, người ta đã vượt qua được một thời gian. Mà nếu không chuyển hóa đến tạng gốc rễ đó, sau này mình thọ với tỳ kheo rồi, tỳ kheo đi rồi, với thầy đại đức và sư cô đó, thì đến lúc đó là ta ít được người nhắc nhở. Do vậy dễ bị nhiễm lại những cái thói đời mà trước đây khi còn tại gia đó mình đã từng bị vướng vào. Do đó phải nêu một quyết tâm, cả một tiến trình thực tập lâu và dài thì chúng ta mới có thể vượt qua được, chứ không phải đơn giản mà hết được đâu. Các thói đề đó nó giống như là cỏ. Trong những cái tháng mùa nắng đó, nó không sống được, không có nghĩa là nó chết đi. Các hạt giống của cỏ vẫn còn đang ẩn náu dưới lòng đất. Chỉ cần có một cơn mưa thôi là cỏ bắt đầu tái sinh trở lại, mà sống dai vô cùng, không cần là bón phân chăm sóc gì hết, nó vẫn sống khỏe. Trong cái đó những hạt giống đạo đức, trí tuệ, những hạt giống tốt cho mình và cho cuộc đời đó, chăm sóc thấy mồ và đôi lúc nó còn không sống nổi, eo uột. Do đó phải nghĩ đến cái giá trị của những hạt giống tốt mà phải chăm sóc nó thường xuyên. Chứ dừng lại được hiểu là lạc hậu trên con đường tâm linh. Phần thứ ba đề cập đến là sự thanh bằng lạc đạo. Thanh bằng lạc đạo đây được nêu ra đó, đối với người xuất gia đó, đó là ba y và một bình bát. Có lẽ bản kinh này nó xuất hiện trong giai đoạn đầu sau khi Đức Phật thành đạo, cho nên nó chưa có đề cập đến 16 cái nhu yếu phẩm khác mà các vị xuất gia thời Đức Phật đó xem nó như là bạn đồng hành để có một đời sống hết sức là giản đơn. Chẳng hạn như mỗi người phải có một cây kim, phải có một ống chỉ để tự may giá mà không phải nhờ đến Phật tử, vì nhờ nó dẫn đến những cái liên hệ dẫn đến nhiều sự nhiễm đắp. Rồi một cái đãi lọc nước để tự mình là lọc và tạo cái nước an toàn trong vấn đề tiêu thụ uống hàng ngày, chứ không có nhờ đến Phật tử thăm nuôi. Một cái tọa cụ đơn giản để ngồi phục vụ cho thiền quán tu tập chuyển hóa, chứ không có nằm giường cao, niệm im, ghế sang trọng, và ở đâu cũng có thể làm đạo được hết, rầy đây mây đó vân vân. Thế đó là một số cái vật dụng rất là hữu ích mà Đức Phật cho phép các vị xuất gia chân chính sử dụng nó để khỏi phải phiền lụy đến ai, hệ lụy đến ai, và giảm thiểu cái cơ hội tiếp xúc với người đời. Do đó đời sống thanh cao dễ dàng được đảm bảo. Ba y đó là cái yêu cầu tối thiểu nhất mà người xuất gia thời Phật đã sử dụng. Nó là ba, thực ra chỉ có một bộ à. Hạ y đó, nó giống như cái củng á, cái xà rông. Trung y đó là cái áo ngắn ở trong mặc ở trên cơ thể nè. Còn thượng y đó mới chính là cái y cần thiết mà các vị thọ giới đó sử dụng đó. Như vậy thực ra đó là cùng một lúc á, mỗi một vị xuất gia đều mặc cả ba y. Còn thỉnh thoảng khi ở tăng xá hay tịnh xá nói chung đó, thì y thượng tức là y tăng và lê đó có thể không sử dụng đến. Như vậy còn là một cái củng hay cái khố với một cái áo đơn giản.
Về sau này Đức Phật mới cho phép thêm cái y tắm mưa, tức là cái áo tắm mưa. Chứ bằng không chỉ có một bộ như vậy, đến lúc mà tắm thì giặt nó không kịp khô, hay là tắm mưa đó thì nó không có tiện, cho nên nó dẫn đến những cái phản cảm về thẩm mỹ. Vì đó mà cho phép sử dụng thêm, để trong lúc chúng ta giặt á, ta không phải gặp khó khăn. Bây giờ thì ba y được hiểu nghĩa tôi nói là thoáng rộng, tức là có ba bộ y hậu, rồi ba cái áo tràng, ba bộ cà sa. Có người thì có nhiều hơn thế. Vì đó khi mặc bộ này giặt bộ kia nó không có trở ngại. Và thời hiện đại đó thì tu sĩ làm Phật sự nhiều hơn thời Phật, phải lao động, phải dấn thân, phải phụng sự. Thì bối cảnh văn hóa khác, thời đại cũng khác, xã hội cũng khác, cho nên ta không thể giữ cái truyền thống tâm linh nguyên thủy như thời Đức Phật được, vì nó không còn thích hợp nữa. Do đó khi mà sử dụng số lượng y cần thiết đó, đừng nên quá nhiều, bởi vì nó làm cho chúng ta bị nhiễm đắm vào cái chủ nghĩa hưởng thụ. Thầy Phật thì không có ủi, đâu có dụng cụ đó đâu ủi, cho nên ăn mặc rất là xốc xếch, màu thì nó cũ mềm cũ rít thôi, nhìn vào là không thấy hấp dẫn được. Còn tu sĩ dù nam hay nữ, dù có đẹp trai đẹp gái thì mà mặc cái chiếc y hoại sắc thời xưa thì ta nhìn vô ta không thấy ham chút nào. Thế độ an toàn trong tu nó có. Bây giờ thì nó lại có một số dùng, một số chùa, một số tu sĩ thì ăn mặc cái là bộ đồ trắng láng bóng thôi, thì nó làm cho cái sáng láng ở người tu nó được hiển lộ ra, do vậy làm cho Phật tử dễ quan tâm hơn, nên là khó tu. Do đó người tu phải ăn mặc giản đơn chừng nào là tốt chừng đó, ăn mặc xuê xòa thì hay hơn là ăn mặc láng bon láng con, ủi rồi chân diện rồi xà bông thơm vân vân. Còn một bình bát á, nó là cái dụng cụ để chúng ta đo cái yêu cầu tiêu thụ thực phẩm hàng ngày. Vì Đức Phật khuyên là không nên ăn quá nhiều, ăn làm sao cho nó đừng bị kiệt sức, đủ sức để phục vụ cho việc tu hành của chúng ta ra, chứ không có đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ. Cho nên khi ăn Đức Phật khuyên là ăn theo trí tự, cái vật nào đó cúng sau thì ăn trước, cúng trước thì ăn sau. Vì khi bỏ một cái bát á, và cúng trước nằm bên dưới, cái cúng sau nằm lên trên, cho nên là không có đảo lộn vị trí, cái nào ngon ăn trước, cái nào dễ ăn sao, cứ theo trình tự mà ăn ra. Thành vì ăn không phải là để phục vụ cho khẩu vị. 3 tháng an cư đó thì các chùa sử dụng lại cái truyền thống ăn bát. Còn bình thường thì ăn chén, ăn bát thì ăn theo trình tự, cứ bỏ vô vậy đó, thì thấy nó giản đơn, nên là sự chấp trước về khẩu vị nó không có. Ta thử hình dung hình ảnh một vị xuất gia rầy đây may đó, một ngày với bình bát đi thông dong trên mọi nẻo của đường đời đó, thì cái hình ảnh tượng trưng cho giải thoát nó cao lắm, cho nên việc mở mang mối đạo nó cũng lớn. Bây giờ thì chùa chiền đã được thiết lập, và phần lớn có khuynh hướng là ở trung tâm thành phố. Còn cái vành đai của đất nước đó, tức là những cái vùng thôn quê hẻo lánh, vùng sâu vùng xa đó, thì hầu như là số lượng chùa ngày càng ít đi. Ở miền Bắc thì còn giữ được cái truyền thống này, là các làng xã đều có chùa, và nhiều làng xã có đến 3-4 ngôi chùa khác nhau. Ở miền Nam đó thì có những nơi chùa đến vài chục cái ở trong một xã, và có nơi là hoàn toàn không có một ngôi chùa nào. Phân bổ không đồng điều đó làm cho Phật tử bị thiệt thòi. Như vậy là cái định chế xã hội ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của người xuất gia rất nhiều. Và càng có chùa tập trung ở khu thị tứ và trung tâm nhiều chừng nào đó, thì Phật tử vùng sâu vùng xa sẽ bị thiệt thòi chừng ấy. Cái sự mở mang mối đạo nó cũng bị giảm thiểu, giới hạn trở lại. Ai mà ở thành thị lâu năm rồi đó thì sau này khó mà đi làm đạo ở vùng thôn quê lắm. Tại phương tiện vật chất nó tương đối đầy đủ, Phật tử cúng dường cũng sơm tụ hơn. Vì đến những cái buổi giải tăng đó, cúng cho đại đức là sư cô ta cũng gửi 300 ngàn.
thượng tọa 500.000, hòa thượng là 1 triệu đến vài triệu. Ở vùng quê người ta cúng 30.000, 50.000 là khó rồi. Mặc dù đó là cái mục đích của người tu không phải là hưởng thụ những cái gì được cúng, nhưng mà ở đâu đó thuận lợi thì người ta vẫn thích ở hơn. Ngoài ra là ở trung tâm thành phố còn có học, mà học được ở các bậc thầy đó, giỏi về Phật pháp hơn rất nhiều lần so với là học ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Rồi khi mà tu tập có uy tín, có giới hạnh thì quần chúng đông, sau này ta có nhu cầu cắt chùa ở những cái vùng quê của mình nó cũng dễ dàng ha, làm Phật sự cũng được hành thông hơn. Đó là những lý do rất khách quan làm cho các tu sĩ trong giai đoạn hiện tại đó thì dường như là muốn tập trung ở thành thị nhiều, còn bỏ ngỏ rất lớn cái vùng sâu vùng xa, thôn quê hẻo lánh. Yếu tố giữ đạo đó được hiểu như là trung thành với Phật pháp, bảo vệ Phật pháp, phát triển Phật pháp. Mà muốn làm như thế, như lần trước chúng tôi đã nói, phải hiểu rõ được 5 đặc điểm của Phật pháp: thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, được người trí tán thán, và có khả năng dẫn đến sự giải phóng khổ đau và đưa đến giải thoát. Các tôn giáo thông qua các kinh thánh của họ không thể có đủ được 5 đặc điểm như vừa nêu. Có 1 thì mất 4, có 2 thì mất 3, là lúc mà không có được cái nào. Khi hiểu được cái giá trị của Phật pháp như thế thì ta không thể nào bỏ đạo, phản đạo, đi ngược lại với lý tưởng của Phật pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Giữ giới hạnh thanh cao đây được hiểu là oai nghi, phẩm hạnh, đạo đức, rồi đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói đến động tĩnh thức ngủ, ta đều làm chủ được các giác quan, như các bài kinh Trung Bộ đã đề cập khá nhiều. Ở đây chúng tôi xin đưa ra 2 kinh nghiệm của 2 trường phái thiền. Một là của thiền sư Thanh Từ, hai là của thiền sư Nhất Hạnh, để chúng ta tham khảo. Sau khi nghiên cứu rất nhiều thiền viện khắp nơi, thiền sư Thanh Từ đã có một sáng kiến rất độc đáo, tức là xây cắt một thiền viện nó gồm có 2 khu: nội viện và ngoại viện. Ngoại viện đó thì bắt đầu từ chánh điện cho đến cái cổng chùa, còn nội viện là từ cái chánh điện cho đến hết khu vực của tăng xá hay là ni xá. Phật tử giảng lai và thậm chí là Phật tử lập công quả chỉ đến được tối đa là khu vực chánh điện thôi, chứ không vào trong khu tăng xá. Khu tăng xá thì có cổng kính, tường cao và chỉ dành cho người xuất gia bên trong thôi. Cho nên cái tương tác xã hội trong các Phật sự hay là làm phước cúng dường của người tại gia đó, nó không có làm động loạn gì đến cái sự tu học ở trong nội viện của những vị xuất gia bên trong. Cho nên mức độ an toàn cho việc tu là rất cao. Các chùa càng nổi tiếng chừng nào thì quần chúng đến đông chừng ấy, mà nếu không khéo thì bị rớt đài cũng theo tỷ lệ thuận. Thế nên chủ trương của thiền sư Thanh Từ đó là cho tu sĩ chuyên tu nhiều, làm Phật sự là có chừng mức và có cái thuận duyên, hoàn cảnh, cái không gian thích hợp, chứ không phải lúc nào cũng làm. Cho nên cái cấu trúc tự viện nó đặc biệt và nó khác hơn là những ngôi chùa khác. Phần lớn các ngôi chùa của chúng ta thì cắt theo cái hình chữ U, bọc cái chánh điện nằm ở trong chánh giữa, để cho phòng ở các tăng xá đó, dù ở vị trí nào đến chánh điện nó cũng gần, tiện dụng, tiện lợi về phương diện di chuyển và tổ chức các sự kiện. Nhưng về vấn đề quản lý tăng sự, về phương diện tâm linh và đạo đức là khó đảm bảo được như cái cách mà phân ra nội viện và ngoại viện. Đó là một bài học người ta có thể tham khảo. Chủ trương thứ hai của thiền sư Thanh Từ rất rõ là dầu ở trong nội viện đó không có việc gì để làm, thì cứ 2-3 tháng là cái bố trí trong nội viện được thay đổi. Cho nên tu sĩ được phân công
ai học Phật pháp vào buổi sáng 4 tiếng thì chiều phải lao động và chấp tác 4 tiếng. Ai học buổi chiều 4 tiếng thì buổi sáng phải lao động chấp tác. Và quanh năm suốt tháng quý vị tới các thiền viện của Thiền sư Thanh Từ là lúc nào các tăng sĩ cũng lao động chấp tác hết á. Cảnh rất đẹp, mọi thứ đã được an bài rất là ấn tượng rồi, mà tại sao vẫn thay đổi liên tục sau vài ba tháng quý vị đến thừa chiếu là thấy mới nữa. Sau vài ba tháng quý vị trở lại quý vị thấy mới nữa. Để tạo công việc cho các tu sĩ làm, mà khi làm việc Phật sự như thế đó thì tâm tưởng nó không còn cái cơ hội để nghĩ tới những cái chuyện đề nữa, và do đó thoát khỏi những cái thú vui thế gian có khả năng đắm nhiễm rất cao. Chúng tôi đến thường chiếu nhiều lần, và có những lần đến vào những cái mùa mưa, vào tháng 7, tháng 8, tháng 9. Hòa thượng chủ trì mặc áo mưa, đội nón lá, đứng cùng làm việc với chúng ở trong chùa. Mưa tầm tã mà vẫn làm, thì chủ trương của Hòa thượng Thanh Từ và Hòa thượng Dư Quang, người kế thừa đấy, là công trình nào đó dầu lớn cái gì đi nữa thì cũng làm trong một năm thôi. Cho nên cắt một cái thiền viện to, thì là to, mấy ngàn người ở cũng một năm là hoàn tất. Mà muốn làm như thế thì phải làm ngày, làm đêm, làm trong nắng và làm dưới mưa. Mục đích không phải là lợi dụng sức lao động của các vị xuất gia, mà làm cho người xuất gia bao giờ cũng bận rộn, ngoài cái thời khóa 4 giờ thiền, ngoài đó 4 giờ học Phật pháp, thì thời gian còn lại đó thì hầu như là làm các Phật sự trong chùa hết á. Cho nên đó, là người xuất gia cảm thấy có niềm vui, lúc nào tâm của mình cũng hoan hỷ với những cái việc làm, và làm chủ được quan nghi tế hạnh trong việc làm. Đó là cái thiền ứng dụng. Cho nên không còn cái cơ hội gì để nghĩ tưởng đến việc hưởng thụ đời. Thế là một kinh nghiệm rất hay. Bây giờ ta thử khảo sát phương pháp thiền của thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai, ở Lộc Uyển và nhiều thiền đường nổi tiếng của thiền sư trên nhiều quốc gia khác nhau. Khu vực tăng xá và đi xá cách nhau, một cái là ở đầu ngõ, cái ở cuối ngõ, một bên là ở bên đông, một bên là bên tây, để tạo cái độ an toàn. Chánh điện là nằm chính giữa hai khu, và vào mỗi buổi sáng đó thì tăng và ni đều gặp nhau trên chánh điện. Ngồi không phải là trái và phải hướng mặt về Phật, mà là ngồi đối thú, tức là đối diện lẫn nhau. Đây là một cái phương pháp mà tâm lý. Và chúng tôi suy luận thôi chứ chưa nghe thiền sư giảng trong các băng giảng nào tại sao lại có cái khuôn hướng như vừa nêu, rất là khác với truyền thống, nhưng mà lại có cái thành tựu giữ được tăng chúng khá tốt trong mấy chục năm vừa qua. Khi mà mình tách biệt giới tính một cách trọn vẹn 100% á, thì cơ hội để chuyển hóa năng lượng tính dục dưới nhiều thứ khác nhau sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Nhưng nếu người nào không làm được á, thì giống như một con hổ đói thôi. Và cái ức chế đè nén này sẽ làm cho người ta dễ dàng bị xa đời. Trong khi đó thì sư Nhất Hạnh thì chủ trương cho tăng ni cùng làm Phật sự chung, sinh hoạt tu học chung, nhưng mà có một cái khoảng cách an toàn. Khi đi đến chánh điện là đi tập thể. Nếu đi xá đó là 100 người thì 100 người cùng đi hàng đôi, ít hơn thì đi hàng chiếc. Chư tăng cũng đi hàng đôi hoặc là hàng chiếc. Sau khi tụng kinh xong đó thì cũng đi hàng đôi hàng chiếc để về lại cái nơi mình ở. Còn dân phòng làm việc đó thì bao giờ cũng phải có nhiều người trở lên. Người này giám sát người kia hỗ trợ người nọ để tạo sự an toàn. Khi đi về thăm gia đình á, thì rất là gần với thời xưa của Đức Phật là phải có thêm một người đồng tu đi theo, hay là được phân công là một Phật sự nào đó, không bao giờ đi một mình, phải có một người đi theo để tạo ra sự an toàn, nhắc nhở lẫn nhau. Và khi một vị tăng có công tác Phật sự đi qua cái khu ni xá thì cũng phải đi hai người. Ni mà có Phật sự đi qua tăng xá cũng phải đi hai người. Ít nhất á, là cái phần thị dục, tức là cái dướng bận bằng con mắt á, nó vẫn có thể được chấp nhận ở mức độ nào. Còn tâm dục, khẩu dục, thân dục là không có. Cho nên nó giải quyết được vấn đề tâm lý, thì nó không gây cái bức xúc trong vấn đề chuyển hóa, và do đó không có việc áp lực trong vấn đề chuyển hóa.
Thỉnh thoảng thì sư cũng cho tăng ni tắm biển chung. Dĩ nhiên là không có mặc áo tắm biển, còn mặc áo nghiêm túc đàng hoàng. Khi mà gần gũi nhau, sinh hoạt chung là vào sự chung đó, thì cái hay, cái dở, sở trường, sở đoản của nhau biết hết à. Mà biết sở đoản của cái người khác phái nhiều quá thì mình đâu có thương được, phải không ạ? Còn không có cơ hội tiếp xúc, mình thấy cái gì nó cũng là lý tưởng, nó đẹp lắm. Cho nên đó là dễ bị dướng dính. Do đó không bị bức ép về phương diện tâm lý đó, thì việc nhiễm đắm đó cũng có cơ hội để vượt qua. Mỗi một tuần là Phật sự 6 ngày, một ngày đó là xả hơi. Thì sư dùng cái từ đó là ngày làm biến. Cái từ này mặc dù nó không hay, nó có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Nhưng nếu mình dùng cái từ là xả hơi đó, là để cho người ta thông dong, tự tại, thoải mái, không phải làm việc gì ngạm đó. Tu mà một năm 365 ngày giống như nhau nó dễ nhàm lắm. Một tuần lễ mà giống nhau nó cũng dễ chán lắm, nó bị bão hòa. Cho đó có một cái ngày là cứ đi ngắm trăng, thưởng thức trời xanh mây bạc, gió thổi mây bay, bách bộ, khỏi phải làm việc gì, khỏi phải có trách nhiệm gì. Đến giờ ăn thì trở về để ăn chung, sau đó mọi người tự đi thông thả để thư giãn thôi. Thì tôi tin chắc rằng là cái phương pháp tâm lý này đó, sau một cái ngày thư giãn đó, đến cái ngày kế tiếp là các Phật sự nó sẽ được tốt hơn. Và lên tụng kinh mình không có cảm giác là mình đã biết rồi, thuộc rồi, nhớ rồi, và không rơi vào trạng thái bão hòa. Đó là ứng dụng tâm lý trong tu tập. 20 mấy năm thành lập Làng Mai đó, thì cái thống kê cho thấy đó là việc mà tu bị rớt đài đó là khoảng từ 8-13%. Con số như thế là khá tốt. Trong khi đó đó, ở các tu viện còn lại ở Việt Nam cũng như là ở các nước khác đó, mức độ rớt đài là từ 30-60%. Nó cao hơn nhiều lắm. Còn mức độ rớt đài trong các thiền viện của Thiền sư Thanh Từ đó, gần như là nó không tới 8%. Mức độ an toàn của nội viện và ngoại viện nó có. Cho nên đó, là mặc dù là tu thì ai cũng có lý tưởng là mong được giải thoát, vượt ra khỏi những cái trở ngại. Nhưng mà cái phương tiện và những cái thuận lợi cho việc tu đó nó phải có nhiều. Thì cái niềm đam mê, hạnh phúc vào Phật Pháp đó, nó mới làm cho người ta tu một cách bền vững được. Do đó chủ trương của chúng tôi là phải làm Phật sự thật là nhiều. Đừng để cho mình rảnh rỗi. Thời gian rảnh là phải làm, không làm thì học, không học thì nghiên cứu, không nghiên cứu thì trước tác dịch thuật, thì kiếm một cái gì đó mà làm. Thì người xuất gia sẽ cảm thấy là mình là hữu dụng, có lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội, cho tha nhân. Thì không có lý do gì mà mình là trở về cuộc đời sống tại gia. Thì quá an vui, hạnh phúc rồi, đâu còn màng đến cái hạnh phúc trần đời làm gì nữa. Còn chỗ nào mà chỉ lo chuyên tu không á, không làm gì hết, ai thăng tiến được thì tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà ai không tiến bộ được á, thì ra đề cũng rất là nhanh. Vì khi mình nghĩ lại bản thân mình, thấy mình tu không tới đâu mà không giúp ích gì cho ai, cho nên dễ chán. Mà chán rồi đó thì chỉ cần có một cái tác động nhỏ, có một người nào đó thương mình là dễ ra lắm. Do đó quý Phật tử cũng nên hiểu những vấn đề như trên để ta hỗ trợ cho người tu tốt. Khi phát tâm cúng á, cho chùa là cúng chung cho ông cúng riêng để hỗ trợ. Và khi thấy chùa nào chủ trương làm Phật sự nhiều quá, cũng đừng có phê phán tiêu cực rằng là đi vô chùa không thấy tu gì hết, tại sao tối ngày cứ làm không. Thế làm để cũng là một cách để tu. Tu là rèn tâm luyện tánh, làm chủ được các giác quan, làm chủ được cảm xúc, nhận thức và hành động. Mà để rảnh rỗi suốt ngày thì rất là khó làm chủ được. Dần dần có câu á, nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi nhiều quá rồi lúc làm chuyện tào lao, hoặc là làm cái chuyện nó không ra gì hết, lãng xẹt, xấu, rồi phạm pháp cũng có. Hoặc là bận rộn vào những chuyện tốt thì không có cơ hội để làm việc xấu được. Cho nên chúng ta có thể phối hợp cả hai cái truyền thống thiền của Thiền sư Thanh Từ và Thiền sư Nhất Hạnh. Một cái ta học được một cái hay riêng về cái mức độ an toàn trong thiết kế tự viện á, và quản trị tự viện á, thì cái mô hình nội viện và ngoại viện của Thiền sư Thanh Từ là rất tốt.
về cái mô hình là làm Phật sự đó, thì cái phương pháp của thầy sư Dứt Hạnh là tốt, nó không có đè nén làm cho cả tăng lẫn ni ra làm Phật sự đóng góp nhiều, nhưng mà có độ an toàn khá ta theo tinh thần Phật dạy ngày xưa. Phần thứ tư đó là từ bi quá độ, từ bi nhất thiết. Quá độ đó nó đòi hỏi đến lòng từ bi và trí tuệ. Lúc mà chúng ta mới phát tâm dấn thân làm Phật sự đó thì thường từ bi đi đầu, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi đó, từ bi hay đi sau và phải lấy trí tuệ đi đầu. Cho nên lúc mới tu thì đừng làm Phật sự nhiều, đừng dấn thân nhiều, đừng tiếp xúc nhiều. Thì tiếp xúc nhiều như thế đó, ta dễ ngộ nhận giữa cái mũi lòng, cái tình cảm là từ bi. Và sự khác biệt nào giữa chúng chỉ là một cái gang tắc thôi. Thiếu kiểm soát á, thì cái tình cảm á, được hiểu lầm là từ bi, và từ bi sẽ trở thành là tình cảm. Và do đó sự gãy đổ trên con đường tu sẽ không rất là lớn. Còn đi bằng trí tuệ đó thì ta hiểu rõ động cơ, mục đích, dấn thân, đối tượng giáo hóa, việc gì nên làm trong giai đoạn này thì nên làm, việc nào chưa cần làm thì ta gác lại trong tương lai. Nó rất là rõ, cho nên độ an toàn được đảm bảo khá cao. Khi có trí tuệ rồi đó, chắc chắn là từ bi sẽ đồng hành thôi. Vì trí tuệ không bao giờ là trí tuệ suông, trí tuệ bao giờ cũng gắn liền với sự ứng dụng, mang lợi lạc cho tha nhân. Cho nên tự động từ bi có mặt khi trí tuệ đã hiện hữu. Còn á, là đang thực tập từ bi, vươn tới từ bi mà không phát triển trí tuệ hay là nhận thức chân chính về Phật pháp á, thì từ bi đó nó chưa phải là từ bi và dễ dàng bị gãy đổ, là điều mà chúng ta không thể không biết đến. Để quá độ được tốt á, thì chúng tôi xin trích dẫn tóm tắt nội dung của bài kinh Đoạn Trừ Phiền Dẫn, thuộc về kinh Trường A Hàm, và nó cũng có một cái bản tương tự trong Tăng Chi tập 3. Bài kinh này do Tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ với các vị đồng tu và nhất là những vị xuất gia trẻ. Sáng sớm sau khi thiền quán xong thì Tôn giả đã tập hợp chúng lại và nói với mọi người như thế này: ngày hôm nay tôi hân hoan lắm, xin chia sẻ với tất cả các huynh đệ đồng tu về nội dung của điều tôi quan tâm, gồm có 5 phương diện. Thực tập được 5 phương diện này thì chúng ta mới có thể quá độ cuộc đời được, và không rơi vào trạng thái bị phiền hay là giận. Bởi vì phiền giận nó là phiền não, cho nên cần phải tránh xa. Tình huống 1, người có hành động thân khó ưa nhưng mà lời nói thì lại dễ thương. Vì lời nói nó hướng về cái thiện, cái tốt. Có thể là kiến thức họ chưa đến, phương pháp họ chưa rành, cho nên đụng đâu là hư việc đó, làm đâu là trở ngại đó, tham gia vào chỗ nào đó là gây rắc rối đó. Nhưng mà lời nói của họ trình bày chia sẻ cho chúng ta thấy là họ có tấm lòng thật sự, chứ không vì cái trục trặc của những hành động do thiếu phương pháp, thiếu kiến thức mà ta trở nên phiền giận với những người như thế, hoặc là ta bỏ đi cái cơ hội để giúp đỡ những người như thế. Cho nên từ bi được thể hiện một cách trọn vẹn. Tôn giả đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc, cũng giống như một đống rác á, có nhiều vật dơ uế, phẳng, nước tiểu, đàm giải, rồi dồi, rồi những cái phản ứng hóa chất nó làm cho mùi nó không có dễ chịu chút nào hết á. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu ta bê móc rác rưới ra, nó vẫn có những cái vật lạch lẹn bị bỏ đi, do những người giàu không có nhu cầu, ta không biết đem đi đâu, ta vứt bỏ trong thùng rác, sọt rác. Thì không vì thế mà ta bỏ những thứ này. Nếu đó là một tấm vải lành lẹn thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên là hãy mang về giặt giũ nó rồi ta phục vụ cho những cái mục đích khác. Thì mọi người có những cái xấu của hành động tay chân, nhưng mà nếu như cũng có một cái đẹp về lời nói thì ta chỉ cần hỗ trợ họ đừng làm xấu nữa, đừng làm dở về hành động thân, thì họ trở thành một người tốt thôi. Cho nên từ bi có cơ hội được sống. Tình huống 2 là người
có lời rất là khó ưa, dễ ghét, vô duyên, nhưng mà hành động của họ rất là đẹp, rất tốt. Thế bởi vì họ không có được cái cơ hội truyền trao hay tiếp nhận những kinh nghiệm của những người rất là lịch thiệp trong cuộc đời, có tấm lòng, nhưng mà nói ra là nói sằng sảng, nói bùm lô bùm la, nói không để trước sau, thích là cứ nói, nhiệt tình là cứ nói thôi, nhưng mà không biết là nói đó là làm thương tổn người khác. Nhưng mà khi họ làm việc thì họ làm việc rất là tốt vì mục đích của tha nhân. Cho nên thay vì ghét bỏ họ thì hãy khởi lòng từ bi để giúp đỡ họ. Ngài Xá Lợi Phất đưa ra một ảnh dụ cũng giống như một cái ao nước mà một người vừa mệt, vừa lã, vừa khát, vừa nóng nực mà tìm được nó thì mừng lắm. Cho nên cỡ áo ra bỏ trên bờ hồ, mặc dù trên mặt nước hồ đó có bèo, rồi có lục bình trôi tùm lum hết á, nhưng mà không mà này xuống dạt bèo ra, dạt lục bình ra, đi ra giữa hồ nên mà nó có nước ở cái độ sâu nhất thì nước sạch nó cũng có nhiều. Thế là dùng những dụng cụ múc nước ở đó và đi vào trong bờ để một thời gian cho nước lắng động, ta có thể uống được, sử dụng cho việc nấu nướng được. Và cái nóng bức của cơ thể đó do ngâm mình dưới mặt nước hồ này sẽ được tan biến nhanh. Tình huống 3, là người nó có hành động thân rất là dễ ghét, lời nói miệng cũng rất là khó ưa vì vô duyên, nhưng mà có tấm lòng tốt bụng. Rất nhiều người rơi vào tình huống như thế, ta không biết cách thể hiện thôi. Tấm lòng là tốt nhưng mà không biết cách thể hiện, cho nên làm cho người khác là khó chịu. Không vì thế mà ta cô lập họ, ghét bỏ họ, đi đọc họ, mà tạo điều kiện để giúp cho họ khắc phục được hai cái sở đoản này thì họ sẽ được thành công trong tương lai. Ngài Xá Lợi Phất đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng. Một người đói khát, mệt lã, đi tìm nước và thực phẩm nhiều ngày không có, dẫn đến sự tiêu vọng, thậm chí là muốn kết liễu đời sống của mình. Nhưng rất may mắn là phát hiện ra được những cái dấu chân châu. Sau những cơn mưa đó, thì nước nó đọng lại một cách rất là trong trong những cái lỗ dấu chân châu này. Và Ngài khuyên rằng là đừng tự ái mà bỏ mất cơ hội để tiếp tục được sống. Biết đâu cái sống này nó làm được rất nhiều việc thiện cho mình, cho người thì sao. Cho nên Ngài khuyên là hãy nằm mập xuống mặt đất, dùng tư thế của hai cái tay chống, và nếu có cái lá xanh nào đó thì dùng áo mình nó chùi sạch nó, tạo ra cái độ hõm như một cái phiểu, nhẹ nhẹ từ từ để múc nước lên mà uống để thoát khỏi cái cơn đói khát. Còn nếu không có lá nào, dụng cụ gì để làm cái phiểu thì Ngài khuyên đó là kiên nhẫn chờ đợi cho nước nó thật là trong và sạch, và dùng cái miệng của mình húp lấy và uống nước ở cái vũng dấu chân châu, không sao hết á. Thậm chí có vi trùng vào bên trong cũng không sao, còn hơn là chết, chết lãng xẹt, không dễ lỡ cho ai. Tình huống 4, hành động thì xấu, lời nói thì vô duyên, tâm thì ác độc. Ngài Xá Lợi Phất nói cũng không vì thế mà nên ghét bỏ họ. Hãy xem á, ta là một người đang thực tập hạnh Bồ Tát, có mặt trên cuộc đời để làm những việc khó làm. Cho nên thay vì ghét bỏ họ, chối bỏ họ, thì hãy tạo cơ hội giúp họ trở thành một người hiền lương, hay là quay đầu thì tốt biết mấy. Sao họ biết bớt đi những nỗi khổ và niềm đau do sự lây lan bởi những hành động tiêu cực này. Ngài đưa ra một ảnh dụ. Có một người đó bị bệnh tật hiểm nghèo, không có khả năng tự chữa trị, các dịch vụ y tế chối bỏ, họ lê lết ở ngoài đường tuyệt vọng mà muốn chết rồi. Thì có một người có lương tâm đi ngang nhìn thấy, không nỡ lòng, bỏ hết các công ăn việc làm của mình để đưa cái người bệnh này đến những cái trạm xá, những bệnh xá, rồi mời những lương y đến để điều trị, thậm chí bỏ tiền túi ra để giúp cho người đó được qua cái cơn hiểm nghèo. Động cơ này là hoàn toàn vì cái tha nhân thôi, vì lòng từ bi thôi, để cho họ có thể sống lại lần thứ hai, tái sinh lần thứ hai.
Cho nên đó, để từ bi độ được nhất thiết đó, thì ta phải phát xuất từ cái tâm giống như cái ví dụ vừa nêu. Cho nên không ai là bỏ đi hết đó. Nói cách khác đó, là theo bài kinh này đó, người nào cũng có cái dễ thương để chúng ta giúp đỡ họ vượt qua cái khó khăn của họ. Tình huống 5, hành động tay chân rất là lệ lạc cho mọi người, lời nói rất dân hóa, có lợi ích, thiết lập hòa bình, có ý nghĩa, có giá trị. Ý, thức và tâm bao giờ cũng nghĩ đến cái tốt, cái tích cực, cái đạo đức, dân hóa và tâm linh, thương người và muốn giúp đời, thì quá là tuyệt hảo rồi. Nhưng ngài Sa Lợi Phật nói đừng vì thế mà ý lại nha, bởi vì người đó trở thành là đối tượng bị ghét bỏ của thế giới đen, của xã hội ngầm, của bóng đêm, của những kẻ bắt lương, của những người xấu. Họ bị ghét và hãm hại còn nhiều hơn là những người xấu nữa. Người xấu thì luật pháp trừng phạt thôi, một số người ứng xử giang hồ trừng phạt vì không kìm được cái nóng giận của mình thôi, chứ còn lại có ai mà đi ghét bỏ và xử lý những người như thế đâu. Trong khi đó kẻ tốt đó, mà nếu không được bảo hộ đó, thì kẻ xấu sẽ tấn công dưới nhiều góc độ khác nhau. Do đó ngài Sa Lợi Phật khuyên là hãy bảo hộ những người như thế, đừng có lo cho bản thân mình sợ hãi, sợ liên lụy, rồi cầu an phận thú thương, mà những cái mầm mống tốt, những hạt giống tốt, những hành động tốt, những con người tốt đó không cơ hội được gieo dắt cái tốt cho cuộc đời. Một lời khuyên khác là hãy nên thân cận gần gũi để học những đức tính vô ý tốt của những người có bản lĩnh tốt như vừa nêu. Tán dương công đức những người như thế để cho cái tốt này được nhân rộng. Đó là 5 tình huống mà thông qua đó chúng ta thấy đó, việc tìm kiếm những giá trị tích cực ở một con người đó không phải là chuyện làm quá khó lắm. Như ta đã từng nói là thắp đuốc ban đêm để đi tìm vàng hay là mò kim ở đáy biển, nó không phải khó đến thế. Áp dụng công thức này, ta hãy liệt kê những cái điểm tích cực, những cái hay, cái tốt của những người mà mình cho là khó ưa, khó thương, dễ ghét nhất, thì thấy cái ưu điểm nó cũng rất là nhiều. Cho nên không có gì là bỏ đi được á, không có người nào là vô dụng nếu chúng ta biết khai thác, khích lệ, tạo điều kiện cho người đó làm mới. Hoặc là đôi lúc có những cái ta cũng cần phớt lờ những cái khuyết tật, nó không đáng đâu vào đâu, nó không có hại gì đến ai, thì những cái ưu điểm đó sẽ được hiển bày. Áp dụng lời dạy vừa nêu đó, thì những người tại gia có thể độ được người thân của mình, thì vợ độ cho chồng, chồng độ cho vợ, cha mẹ độ con cái giúp đỡ cha mẹ, anh chị em giúp đỡ lẫn nhau, người thân quyến giúp đỡ cho họ hàng và thân hữu, rồi các thành phần trong xã hội là có thể giúp đỡ để vượt qua những khó khăn. Và phát xuất từ cái nhìn sâu sắc đó, ta mới dễ dàng nuôi hạt giống từ bi, thể hiện hành động từ bi và làm từ bi một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Nhưng mà không là dễ chán nặng bỏ cuộc lắm. Tại vì mình giúp một người nào đó mà thấy họ cứ khư khư cố chấp bảo thủ không thay đổi là chán liền, bỏ liền à. Hoặc là khi giúp đỡ là bị người này phê bình, kẻ chỉ trích, nói ra tán vô, làm cho mình không đủ bản lĩnh chịu đựng nên ta cũng bỏ. Có trí tuệ đi kèm với từ bi thì việc mà độ nhất thiết tất cả mọi người đó trong cuộc đời hay là những người thân thương chúng ta không phải là chuyện quá khó. Áp dụng cái việc ấy, liệt kê những cái tích cực ra, đôi lúc ta thấy cái tích cực nó còn nổi trội hơn những cái tiêu cực nữa. Nói tóm lại, sống đề thanh cao đó, mặc dầu đó nội dung chính của nó là dành cho những người xuất gia, những người tại gia ta có thể học được những thứ mà việc áp dụng nó đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một cái người chân nhân ở trong cuộc đời. Đó, người tại gia mà quán về cái tội lỗi và cái hoạn nạn do hưởng thụ quá mức ngũ dục đó sẽ làm cho người ấy sống không có tiêu xài quan phí, không có biến khoái lạc giác quan trở thành là cứu kính của cuộc sống. Cho nên nó, bên cạnh những gì họ có thể chia sẻ cho người khác.
quá tốt đi. Còn về vấn đề ba y một bình bát, ăn mặc giản đơn, tiêu thụ ít, thì người tại gia cũng có thể học dưới hình thức là biết đủ và dừng đúng, để chúng ta có thể kiệm phước, bồi phước, làm cho phước ngày càng được tăng trưởng. Về vấn đề thanh cao, giữ đạo, giữ đạo đức, giữ phạm hạnh, thì người tại gia có thể trung thủy một bộ bọc chặt, là giữ cái tư cách của mình, dù bị tấn công, mua chuộc, ép uổng, cạm bẫy, hay là năn nỉ, thậm chí là dùng những cái chiêu thuật đó là nước mắt cá sấu, là khóc lóc, để làm cho cái người được năn nỉ có cảm giác là mình có giá trị, và do đó đáp ứng lại bằng trước nhất là sự tội nghiệp, và sau đó là trở thành nạn nhân. Chúng ta cũng có cơ hội để vượt qua được những cái bẫy của cuộc đời. Còn đối với từ bi đó, thì người tại gia cũng có thể sử dụng nâng cái tình thương trở thành cái mức từ bi, và do đó ta giúp cho người thân, đổ người thân không phải là chuyện quá khó. Và áp dụng được như thế thì cả đời lãnh đạo đều được tốt hết, đều có giá trị. Xin kết thúc tại đây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ